theo đúng kế hoạch, tháng 8 năm 2011, giàn khoan tự nâng đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức hạ thủy và tiếp tục hoàn chỉnh đến tháng 5 năm 2012 và bàn giao cho liên doanh Việt-Nga Vietso Petro đưa vào sử dụng. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực của ngành cơ khí Việt Nam, nhưng con đường tiến tới thành công đã, đang và vẫn tiếp tục vượt qua không ít gian nan, thách thức. Với khối lượng thi công khoảng 9.685 tấn kết cấu, 950 tấn công nghệ, 1.748 tấn thiết bị các hạng mục điện, điện tự động, kiến trúc nội thất, có thể nói, giàn khoan tự nâng 90 mét nước là một trong những công trình lớn nhất từ trước đến nay được hạ thủy. Do khối lượng quá lớn, không thể sử dụng phương pháp truyền thống là dùng cầu nâng hạ xuống biển, PV Shipyard đã quyết định sử dụng phương pháp kéo trượt trên đường trượt, một phương pháp vận chuyển hiện đại lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, giàn khoan được hệ thống kích kéo thủy lực chuyên dùng đặt nằm ngang với phương hạ thủy, kéo đẩy trượt theo đường trượt để dịch chuyển giàn khoan từ vị trí chế tạo trên công trường xuống xà lan. Trong suốt quá trình hạ thủy, mặt đường trượt trên xà lan và trên khu vực chế tạo được kiểm soát chặt chẽ và liên tục điều chỉnh cho cân bằng thông qua hệ thống bơm ballast được lắp đặt trên xà lan. Toàn bộ hệ thống kích kéo được điều khiển bằng bộ đếm kết nối với máy tính trung tâm, kiểm soát các lực tác động cũng như những trạng thái của từng kích kéo, do đó có tính an toàn gần như tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Quá trình thiết kế đường trượt được bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Đến ngày 15 tháng 8, toàn bộ hệ thống đường trượt trên bãi chế tạo đã hoàn tất. Ngày 26 tháng 8, PV Shipyard đã hoàn thành việc thi công hệ thống đường trượt trên xà lan, đồng thời toàn bộ hệ thống giàn giáo, chân đỡ được tháo dỡ khỏi giàn khoan. Ngày 29 tháng 8, 4 kích kéo thủy lực được gắn vào thân giàn, giàn khoan tự nâng 90 mét nước đã sẵn sàng hạ thủy. Giờ 45 phút ngày 30 tháng 8 năm 2011, thời khắc đã điểm cho bước đi đầu tiên của giàn khoan tự nâng 90 mét nước. Toàn thể cán bộ công nhân viên PV Shipyard cùng mong chờ khoảnh khắc này. Hồi hộp ngóng chờ, nhưng giàn khoan không di chuyển, không khí căng thẳng đến ngạt thở, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Đường trượt không chuẩn xác, lực đẩy không đủ, và toàn thể cán bộ công nhân viên PV Shipyard quyết tâm tìm ra lời giải đáp. Tất cả cùng chung sức chung lòng cho một mục tiêu duy nhất, hạ thủy thành công giàn khoan tự nâng 90 mét nước. Do đó, ăn tại công trường, nghỉ tại công trường, bất kể lễ Tết là những điều hết sức bình thường đối với tập thể PV Shipyard. 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, công tác hạ thủy giàn khoan vẫn chưa có tiến triển, mà mực nước chỉ lên trong một thời gian ngắn, nếu không thành công thì phải chờ đến một tháng sau, khi nước lên cao mới có thể hạ thủy. Nét lo âu hiện rõ lên trên từng khuôn mặt. Sự kiện hạ thủy giàn khoan tự nâng 90 mét nước đầu tiên được cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dõi theo, và các lãnh đạo tập đoàn liên tục có mặt tại công trường để chỉ đạo công tác quan trọng này. Những lời chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam càng tiếp thêm sức mạnh cho tập thể cán bộ công nhân viên PV Shipyard cùng quyết tâm cao hơn nữa để đi đến thành công. 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, tiếng hò reo vang dậy khi giàn khoan đã dịch chuyển được những bước đầu tiên. Tuy chỉ di chuyển được quãng ngắn, nhưng đã là những thành công bước đầu. Các cuộc họp tiếp tục được tổ chức thâu đêm để tiếp tục tìm ra giải pháp. 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, sau những nỗ lực tột cùng, niềm vui vỡ òa khi giàn khoan tự nâng 90 mét nước đã có những bước đi tiếp theo, nhẹ nhàng, vững chắc tiến dần ra xà lan. Từng nụ cười tươi tắn lộ rõ trên khuôn mặt khi những nỗ lực đã được đền đáp. Mười lăm giờ 55 phút ngày 2 tháng 9, giàn khoan đã được hạ thủy lên xà lan thành công. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, giàn đã chính thức được kéo ra khỏi cảng PV Shipyard đến bãi cạn để thực hiện công tác cuối cùng đánh chìm xà lan, đưa giàn khoan xuống biển. Khu vực đánh chìm xà lan là bãi cạn cách bờ 4 km. Thời điểm đánh chìm là lúc thủy chiều lên vào ban ngày theo đúng chế độ bán nhật chiều tại Vũng Tàu. 12 giờ ngày 4 tháng 9, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất, xà lan sẵn sàng được đánh chìm. Do thời tiết thay đổi xấu bất ngờ,
việc đánh chìm xà lan buộc phải hoãn lại, mất thời cơ, lại thêm một ngày chờ đợi. 3 giờ sáng ngày 5 tháng 9, công tác chuẩn bị đánh chìm được bắt đầu lại. Đến 11 giờ 30 phút, điều kiện thời tiết vẫn chưa cho phép. Hồi hộp, lo lắng và chuẩn bị phương án dự phòng. Đến 14 giờ 15 phút, điều kiện thi công đến sớm hơn mong đợi và tập thể cán bộ công nhân viên PV Shipyard đã nắm bắt ngay thời cơ đánh chìm xà lan đưa giàn khoan xuống biển. 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, giàn khoan tự nâng 90 mét nước đã được kéo về cảng PV Shipyard, chính thức đánh dấu sự thành công rực rỡ của quá trình hạ thủy giàn khoan đầy gian nan thử thách. Sau 26 tháng thi công tích cực, nỗ lực cuối cùng là đưa giàn khoan ra biển để hoàn tất công tác hạ thủy đã thành công. Toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí PV Shipyard đều có chung một niềm tự hào là đã đóng góp một phần công sức cho một công trình vĩ đại. Giàn khoan tự nâng đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam. Thành công này đã khẳng định được trình độ và tay nghề của người Việt Nam nói chung và những người lao động dầu khí nói riêng trong việc tiếp thu, học hỏi và làm chủ những công nghệ tiên tiến, phức tạp và hiện đại của thế giới là nền tảng để thực hiện những công trình phức tạp hơn trong tương lai.